anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Thúy Trần Bất Động Sản Bình Dương. Không riêng gì đất nước ta mà trên toàn thế giới đang phải đối đầu với một cuộc đại dịch lớn, đó chính là đại dịch Corona rất là nguy hiểm. Chính vì thế, hệ thống cơ sở y tế cần được cải thiện, nâng cấp và trang bị kỹ lưỡng hơn bao giờ hết. Và ngày hôm nay Thúy Trần muốn chúng ta quay trở lại với thủ phủ công nghiệp, nơi mà thu hút được nguồn lực lao động cũng như là dân nhập cư về đây sinh sống và làm việc rất là nhiều, đó chính là tỉnh Bình Dương, để xem cơ sở hạ tầng về y tế đang được đầu tư và nâng cấp ra sao trong thời gian vừa qua nhé. Vâng, và trong video ngày hôm nay, Thúy Trần sẽ mời quý anh chị và các bạn chúng ta cùng tới thăm Bệnh viện 1.500 giường tại Thủ Dầu Một của tỉnh Bình Dương. Đây là một trong những bệnh viện đa khoa lớn nhất của Bình Dương cho tới thời điểm hiện tại ạ. Dự án này hiện đã đang đi vào giai đoạn nước rút và tiến độ được đẩy nhanh là với mong muốn của tỉnh Bình Dương là sẽ đưa vào hoạt động vào năm 2022. Một trong những tiêu chí quan trọng về y tế của tỉnh để chuẩn bị cho kế hoạch lên thành phố trực thuộc trung ương của tỉnh Bình Dương. Bệnh viện 1.500 giường tọa lạc ngay tại mặt tiền đường của tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn thuộc về phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, ngay ngã tư giữa đường Mỹ Phước Tân Vạn và đường DX082. Hiện tại thì đang vào trong giai điểm cách ly xã hội, vâng, theo chỉ thị 16 nên đường của chúng ta cực kỳ thông thoáng và thoáng đáng đúng không ạ? Vâng, dự án bệnh viện có quy mô là 1.500 giường này đã giúp cho đây trở thành một cơ sở y tế lớn nhất tại Bình Dương. Và từ bệnh viện đa khoa Bình Dương đang hoạt động hiện nay thì chỉ có khoảng độ mất 5 phút di chuyển là chúng ta sẽ tới với lại khu vực của bệnh viện 1.500 giường thôi ạ. Và như Thúy Trần quan sát được từ phía bên ngoài thì bệnh viện 1.500 giường đã được hoàn thiện về tòa nhà chính, bao gồm là 19 tầng, một tầng hầm, một khối để 5 tầng và hai khối tháp cao 13 tầng đúng không anh chị nhé. Và quy mô của bệnh viện của chúng ta như Thúy Trần chia sẻ là 1.500 giường và mức vốn đầu tư là 2.300 tỷ Việt Nam đồng. Đã được khởi công vào năm 2014 thì dự kiến là đến hết cuối năm 2021 thì việc thi công toàn bộ dự án sẽ được hoàn tất và bàn giao cho Sở Y tế vào đầu năm 2022 và dự kiến thì sẽ đưa vào hoạt động vào năm 2022 ạ. Và như vậy thì chúng ta có thể nhìn thấy được những giá trị mà bệnh viện 1.500 giường sẽ mang lại đúng không ạ? Thứ nhất là sẽ giải quyết được cái bài toán quá tải mà các bệnh viện trong khu vực chưa làm được. Hiện nay dân số ở Bình Dương rất là cao, người dân địa phương và dân nhập cư rất là nhiều. Vì Bình Dương vốn là thành phố công nghiệp, nhưng để thu hút được người lao động thì những năm qua Bình Dương liên tục nâng cấp các công trình y tế của mình. Tuy nhiên vẫn không phục vụ hết nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân địa phương cũng như các khu vực lân cận. Chính vì thế, bệnh viện 1.500 giường này hứa hẹn sẽ giải quyết trước mắt bài toán đó khi đi vào hoạt động. Và tất nhiên, Bình Dương sẽ còn phát triển thêm nhiều bệnh viện quy mô hơn để phục vụ cho người dân. Và vấn đề giá trị nâng cấp chất lượng ngành y tế của tỉnh Bình Dương, tại bệnh viện 1.500 giường sẽ được bố trí các thiết bị y tế cao cấp hiện đại, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh hơn, giúp phần nâng cao chất lượng ngành y tế của nói chung của tỉnh hơn. Và một điều chúng ta không thể phủ nhận đó chính là tác động tích cực từ bệnh viện 1.500 giường đối với giá trị bất động sản trong khu vực. Vâng, khi cơ sở hạ tầng, tiện ích, công cộng luôn luôn là những yếu tố hàng đầu giúp cho nhà đầu tư bất động sản luôn tìm cách để đón đầu đúng không ạ? Chính vì thế, khi bệnh viện 1.500 giường đi vào hoạt động thì tình hình bất động sản tại khu vực Bình Dương cũng sẽ có nhiều biến động lớn. Vâng, và như quý anh chị và các bạn đã biết, hệ thống giao thông tại khu vực Bình Dương đang được nâng cấp tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn và tuyến đường DX082. Cùng với khi bệnh viện 1.500 giường của chúng ta được đi vào hoạt động thì chính điều này sẽ giúp cho người dân về đây sinh sống rất nhiều, đặc biệt là lượng khách là bác sĩ, công nhân viên chức trong bệnh viện, các chuyên gia y tế chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng và làm việc ở đây. Ngoài ra thì chúng ta cũng phải kể đến lượng khách chuyên kinh doanh các dịch vụ như nhà nghỉ, khách sạn xung quanh bệnh viện sẽ luôn đông đúc, quán ăn và bán các nhu cầu yếu phẩm cho người thăm nuôi. Nói chung rất nhiều lý do để người dân đổ về khu vực xung quanh bệnh viện để làm ăn kinh doanh và từ đó thì giá trị bất động sản khu vực này sẽ tăng liên tục theo thời gian. Vâng, và trên đây là một số những chia sẻ của Thúy Trần về quy mô của dự án 1.500 giường tại Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Hy vọng với video này sẽ giúp chúng ta có cái nhìn tổng quan hơn về dự án y tế lớn nhất tại Bình Dương và những giá trị mà dự án này mang lại trong thời gian sắp tới. Xin cảm ơn quý anh chị và các bạn đã luôn luôn theo dõi và đồng hành. Đừng quên ấn like, đăng ký và chia sẻ cho kênh Thúy Trần Bất Động Sản Bình Dương.